Mai Phương rạng rỡ tổ chức tiệc chia tay người thân, để sang Mỹ theo gia đình Phùng Ngọc Huy. Dù vẫn phải quay lại bệnh viện tái khám thường xuyên nhưng Mai Phương cho biết tình hình sức khỏe của cô đang tiến triển tốt. Sau gần một tháng điều trị ung thư phổi, Mai Phương đã khỏe hơn và được xuất viện vào ngày mùng 10 tháng 9. Do tế bào ung thư đã di căn sang xương nên việc đi lại của Mai Phương cũng gặp không ít khó khăn. Đang trong quá trình chữa trị căn bệnh ung thư phổi, hình ảnh của diễn viên Mai Phương tươi tắn, rạng rỡ trong sitcom những bà mẹ bỉm sữa khiến nhiều khán giả xúc động. Thời gian qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến rất nhiều khán giả và đồng nghiệp vô cùng hoang mang, lo lắng. Do hoàn cảnh khá khó khăn phải nuôi thêm con nhỏ nên Mai Phương được các anh, chị, em nghệ sĩ và khán giả tích cực quyên góp ủng hộ tài chính và tinh thần giúp cô mau chóng vượt qua bạo bệnh. Bằng sự ủng hộ từ đồng nghiệp, khán giả, đặc biệt là chính nghị lực phi thường trong cô diễn viên nhỏ bé này đã phần nào giúp cô vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của căn bệnh. Hiện bệnh tình của Mai Phương đang có chiều hướng tích cực hơn, nữ diễn viên đã được xuất viện để về nhà điều trị. Mai Phương rạng rỡ với vai diễn trong sitcom, những bà mẹ bỉm sữa. Mới đây, nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi thấy hình ảnh Mai Phương xuất hiện đều đặn trên truyền hình. Cụ thể là trong sitcom những bà mẹ bỉm sữa, không còn là một Mai Phương tiểu tùy ốm yếu, mà là một Mai Phương tươi tắn rạng rỡ, đầy hài hước. Trong sitcom này, Mai Phương vào vai một người mẹ trẻ đơn thân, 30 tuổi, tên Hoàng Uyên. Cô lấy chồng năm 23 tuổi. Nhưng từ khi có con gái, cuộc sống hôn nhân không mang lại hạnh phúc nhưng mãi đến 29 tuổi cô mới quyết định ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Đến tận nhà để trao tặng Mai Phương số tiền anh chị em nghệ sĩ và khán giả ủng hộ trong đêm nhạc tình nghệ sĩ, Minh Luân cho biết nữ diễn viên vui vẻ nói chuyện nhiều hơn. Tối ngày 13 tháng 9, nam diễn viên Minh Luân đã đến thăm và trao tặng số tiền 400 triệu đồng mà khán giả cùng các nghệ sĩ hải ngoại ủng hộ cho Mai Phương sau khi biết tin cô đang phải chữa trị bệnh ung thư phổi. Minh Luân vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân, ngồi một tiếng đồng hồ mà cô ấy nói chuyện líu lo còn nhiều hơn tôi nữa. Cô gái mạnh mẽ Mai Phương còn hứa là ăn nhiều vào, uống thuốc đúng giờ theo bác sĩ để còn sang Mỹ lưu diễn đó. Sau khi đăng tải thông tin, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự cảm kích với hành động đẹp, ý nghĩa của diễn viên Minh Luân cùng các nghệ sĩ, đồng thời không quên chúc Mai Phương mau chóng khỏe lại. Trước đó, diễn viên Minh Luân đã đứng ra kêu gọi các anh chị em nghệ sĩ đứng lên tổ chức đêm nhạc tình nghệ sĩ tại Mỹ nhằm quyên góp ủng hộ diễn viên Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình chữa bệnh ung thư phổi. Trong đêm nhạc này có sự xuất hiện của Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương, ca sĩ Quách Tuấn Du, diễn viên Đức Tiến, ca sĩ Phương Trinh, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Hoàng Hiệp cùng nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác. Đêm nhạc đã quyên góp được hơn 400 triệu đồng để ủng hộ cho hai nghệ sĩ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Về phía Mai Phương, sau khi trải qua 25 ngày điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Quân Y 175, nữ diễn viên Mai Phương đã được các bác sĩ cho xuất viện và tiến hành điều trị ngoại trú. Cũng theo các bác sĩ ở đây, tình trạng bệnh của Mai Phương đang có tiến triển khả quan, cơ thể cô đáp ứng thuốc tốt và không bị khó thở như thời gian đầu. Tuy nhiên, không may cho Mai Phương là ung thư đã di căn vào xương, vì thế chân trái của cô có dấu hiệu bị teo. Hiện việc di chuyển của Mai Phương có chút khó khăn. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan, đồng thời hứa với mọi người sẽ chiến đấu đến cùng. Ốc Thanh Vân cho biết do ung thư di căn nên chân trái của Mai Phương có dấu hiệu bị teo so với chân phải. Ngày mùng 10 tháng 9, Mai Phương xuất viện sau 20 ngày điều trị tại Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh. Cô được các bác sĩ tặng hoa, thăm hỏi, động viên tận tình trong suốt thời gian chữa bệnh và ngày xuất viện. Nữ diễn viên bật khóc trước tình cảm bạn bè, các bác sĩ dành cho mình. Trên trang cá nhân, Mai Phương lần đầu chia sẻ cảm xúc sau khi đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người. Hôm nay là một ngày rất đẹp với Phương. Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương để đền đáp tình thương của mọi người. Và Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn tới giây phút cuối cùng, Mai Phương biết.
cô khẳng định chính tình cảm mọi người dành cho mình là động lực để cô mạnh mẽ vượt qua tất cả. Trong những ngày Mai Phương nằm viện, Ốc Thanh Vân và nhóm bạn thân thay phiên chăm sóc. Nói về bệnh tình của người em thân thiết, Ốc Thanh Vân cho biết, sức khỏe Mai Phương đang ổn định sau hơn 3 tuần nhập viện và sau hơn 1 tháng biết về bệnh. Bác sĩ cho phép em được điều trị ngoại trú, nghĩa là về nghỉ rồi đến đợt lại vào viện, chứ không phải xuất viện chính thức. Ốc Thanh Vân hài hước miêu tả Mai Phương của hiện tại, sau khi dùng thuốc, khối u đang thu nhỏ lại, thích ứng thuốc tốt. Người ta dùng thuốc này là mặt nổi đầy mụn, mà em tôi vẫn đẹp ngời ngời, chỉ có mụn li ti hai bên cánh mũi thôi. Phải nói là em đẹp như chưa từng có cuộc di căn. Diễn viên cô gái xấu xí cũng cập nhật thêm chân bên trái của Mai Phương đang có dấu hiệu bị teo so với bên phải. Đó là hậu quả của di căn xương. Vì thế Mai Phương phải vận động, đi lại nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới xương và chân. Bị bệnh nặng nhưng Mai Phương may mắn khi bên cạnh có nhiều người chăm sóc, giúp đỡ. Bên cạnh nữ diễn viên trong những ngày nhập viện là bạn thân Bảo Như và hai người em. Gần đây, cô còn được một người chị nấu đồ ăn ngon mang vào viện mỗi ngày. Mai Phương nhập viện chữa trị bệnh ung thư phổi vào đầu tháng 8. Nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ vật chất của khán giả khắp nơi qua tài khoản của chính cô và nhiều đồng nghiệp như Vân Ốc hơn 800 triệu đồng. Đại Nghĩa hơn 800 triệu đồng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gần 300 triệu đồng, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn hơn 600 triệu đồng. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đã gửi 300 triệu đồng cho Mai Phương sau khi tổ chức đêm nhạc tình nghệ sĩ. Bạn bè nhận xét Mai Phương là cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, đối diện với căn bệnh quái ác, cô luôn lạc quan, mỉm cười. Cùng Ngọc Huy vượt cú sốc để làm điều này giúp mẹ con Mai Phương, việc không thể từ Mỹ về Việt Nam chăm sóc mẹ con Mai Phương đang lúc khó khăn, khiến ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhận nhiều chỉ trích. Kể từ khi thông tin Mai Phương bị ung thư phổi được tiết lộ trước công chúng, nhiều khán giả đã nổi giận, trách móc Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương vì anh đã vô tâm, bỏ rơi và không chăm sóc mẹ con Mai Phương. Dù sau đó, nam ca sĩ, diễn viên đã lên tiếng giải thích về những khó khăn, trở ngại về giấy tờ khiến anh không thể về Việt Nam chăm sóc bạn gái cũ. Anh vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích đến từ dư luận, áp lực từ dư luận nghiêm trọng tới mức khiến anh suy sụp, lánh mặt mọi người. Tuy không thể về nước vào thời điểm này, nhưng từ Mỹ, Phùng Ngọc Huy đã có những động thái cụ thể để giúp đỡ Mai Phương. Theo đó, nam diễn viên sẽ góp mặt trong đêm nhạc tình nghệ sĩ sắp được diễn ra tại Mỹ, nhằm kêu gọi các nghệ sĩ và mạnh thường quân tại hải ngoại chung tay giúp đỡ hai diễn viên Mai Phương và Lê Bình vượt qua bạo bệnh. Được biết, đêm nhạc này do nam diễn viên Minh Luân khởi xướng thực hiện. Anh mời Phùng Ngọc Huy tham gia đêm nhạc vì biết rõ nam diễn viên đang day dứt, suy sụp vì không thể có mặt tại Việt Nam chăm sóc người yêu cũ. Nam diễn viên cho biết thêm, anh đã dự định thực hiện đêm nhạc này từ lâu để kêu gọi nghệ sĩ, khán giả hải ngoại giúp đỡ Mai Phương và Lê Bình. Tuy nhiên, có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên chưa thể thực hiện sớm đêm nhạc này. Trong thời gian tôi đi diễn ở hải ngoại, khi nghe tin xấu về bệnh của Mai Phương và sau đó lại thêm chú Lê Bình, tôi và mọi người ở Mỹ đã quyết định tổ chức ngay đêm nhạc này để chia sẻ với họ. Minh Luân cho hay, ngoài Phùng Ngọc Huy và Minh Luân, đêm nhạc tình nghệ sĩ ở hải ngoại còn có sự góp mặt của NS Ước Bảo Quốc, Chi Đi Phương Trinh, diễn viên Đức Tiến, VMC. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới tại Mỹ. Phùng Ngọc Huy và Minh Luân về Việt Nam cầm 400 triệu trao tận tay Mai Phương. Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân cho biết, do ung thư di căn nên chân trái của Mai Phương bị teo lại so với chân phải. Đó là hậu quả của di căn xương. Vì thế Mai Phương phải vận động, đi lại nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới xương và chân. Sức khỏe Mai Phương đang ổn định sau hơn 3 tuần nhập viện và sau hơn 1 tháng biết về bệnh. Bác sĩ cho phép em được điều trị ngoại trú, nghĩa là về nghỉ rồi đến đợt lại vào viện, chứ không phải xuất viện chính thức. Ốc Thanh Vân hài hước miêu tả Mai Phương của hiện tại,
sau khi dùng thuốc, khối u đang thu nhỏ lại. Thích ứng thuốc tốt, người ta dùng thuốc này là mặt nổi đầy mụn, mà em tôi vẫn đẹp ngời ngời, chỉ có một li ti hai bên cánh mũi thôi. Phải nói là em đẹp như chưa